Tổng điểm của anh Nguyệt là 8,8 điểm, thấp hơn của Minh Thảo. Người ra về là anh Nguyệt. Xin chào tất cả các bạn. Cuộc thi của chúng ta đang càng ngày nóng hơn và hấp dẫn hơn với những chủ đề vô cùng thú vị. Và tuần này với chủ đề là thần tượng thì hãy cùng xem các thí sinh đang làm gì nhé. Từ nhỏ thì chị đã thích chị Mỹ Tâm rồi. Jack Ma. Jack Ma. Mình thần tượng không phải, tại vì đơn giản thì có nhiều cái bài hát nó rất là thích. Ma thích cái bài hát của anh Lý Hải, đó là khúc hát Cha Yêu. Con thấy chị có được sự ca sĩ hai bên. Cuộc sống á. Cuộc sống á, em thần tượng nhiều người lắm, nhưng mà em thần tượng em nhất. Thì nói chung là chị đã thích từ nhỏ rồi, cho tới bây giờ thì chị vẫn thích chị thôi. Mình thích kiểu mình thích kinh tế hơn ấy. Thì Jack Ma là một người rất là giỏi. Là những cái bài hát sôi động của chị mình rất là thích. Giống như là nhảy thì cũng rất là đẹp mà hát thì rất là hay. Ngày xưa thì gia đình với nhau thì khoa rất thích những cái bài hát là gì về gia đình. Khúc Mắt Chay là một ca khúc của Lý Hải rất là nổi tiếng. Khoa rất thích ca khúc đó thì ngay từ thời điểm đó là khoa đã thích Lý Hải. Chị tưởng tượng mà chị cũng minh bởi vì là trong nghề nghiệp, thứ nhất trong nghề chị rất là quyết liệt. Mặc dù là chị có khả năng và chị phát triển khả năng từ rất sớm, bắt đầu từ múa xong chuyển sang là được giải của giọng hát hay một chủ minh, nhưng mà chị vẫn rất là chăm chỉ luyện tập và hoạt động ở rất nhiều lĩnh vực trong nghệ thuật. Vì em nhớ từ vâng lý thương này đáng yêu này. Đối với chị thì ngoại hình có phải là một cách để mình trở mình thành tượng? Đó cũng là một cái cách mà để cho mình giữ hình tượng của mình, nhưng mà tùy theo từng người. Ví dụ cũng ở bên nước ngoài thì cũng có những người thì họ cũng có những cái ngoại hình đặc biệt, vóc dáng hoặc là cá tính đặc biệt, thì họ cũng là thần tượng của tất cả mọi người. Thì tùy cái sở thích và đó là thần tượng của mình thì mình thích như thế và nó là như thế. Còn ví dụ mình đã khẳng định mình với một cái hình tượng như vậy thì mình phải có trách nhiệm là để giữ cái hình tượng của mình trước mặt công chúng và trước mặt khán giả cũng như các con mình. Ừ, thì cái vấn đề ngoại hình nếu mà trở thành một thần tượng nó cũng không có gì là khó, tại vì có những thần tượng âm nhạc hoặc tất cả các lĩnh vực khác ở nước ngoài họ đều có những người nặng cân, và cái đó là điều mà mình cũng được an ủi một phần. Nhưng mà trong cuộc thi này thì mình không thể được nặng cân nữa, càng ngày mình phải càng giảm xuống để mình trở thành một cái người đẹp hơn trong mắt mọi người. Cái thần tượng mà ngoại hình cũng không phải là ok lắm, gỡ Super Black chẳng hạn, đúng không? Thì mình, nhưng mà phần đông những người là idol thì mình nghĩ là cần phải có một cái ngoại hình rất là ok, phần lớn thôi nha. Còn có những người họ đặc biệt, họ nhờ có cái ngoại hình của họ mà họ mà mọi người lại thích cái ngoại hình đấy đó thì cũng tốt thôi. Nhưng mà mình nghĩ là ngoại hình cân đối thì sẽ dễ làm idol hơn. Đã là thần tượng cho người khác thấp quá, mình phải là người tốt, mình làm được những gì cho xã hội, những giải trí, giải trí mình muốn làm thần tượng người khác thì mình phải có những bài hát hay, những màn biểu diễn nhảy giỏi, hoặc là ví dụ mình làm diễn viên hài thì mình phải làm mang cái tiếng cười khán giả, làm sao cho làm tròn vai trò của mình, nhưng mà trong tròn vai trò đó là phải làm sao có điểm nhấn riêng của mình để làm cho người thấy là mình là con người đáng được làm thần tượng. Em nghĩ là ngoại hình là một phần, còn do một là cái bên trong đó. Chị có nghĩ là sau chương trình này chị sẽ trở thành một thần tượng ai đó không? Không em. Trước hết thì chị phải vượt qua được bản thân chị đã. Còn nghĩ là thần tượng của ai thì tụi chị cũng chưa nghĩ tới gì đó. Cái này thì mình không nghĩ đâu. Sau khi này trở thành thần tượng ai đó thì mình chắc nghĩ là thần tượng với gia đình mình chứ. Còn nếu mà về một ai đó thì mình không thể nào quyết định được điều đó. Tại vì có người thích, có người sẽ không thích. Nhưng mà mình luôn đem cố gắng từng ngày từng tuần để đem tới những màn trình diễn tốt với khán giả. Và cái cố gắng tập luyện để khi đứng trên chiếc cân kia thì nó
nó không phải là kẻ thù của mình nữa. Con chào cô. À thì con biết là khi mà Kiệt đã tham gia chương trình này vừa phải tập luyện rất là vất vả và chế độ giảm cân rất là khó, thì cô có cảm nghĩ như thế nào? Nói chung là cô rất là hoan nghênh cái chương trình này. Tại vì nhờ chương trình này là những người mập nói chung là muốn giảm cân rất là khó khăn, không phải đơn giản. Nhưng mà cô thấy là Kiệt nó vào đây chỉ có mấy tuần thôi, Kiệt giảm cân rất là nhiều. Nói chung là gia đình rất là mừng, rất là hoan nghênh. Chương trình này rất là hay. Tại vì nói chung á, Kiệt nó đam mê nhảy múa, nhưng mà thực sự để mà giỏi thì không được, vì nó quá nặng. Gần 150kg thì làm sao mà có thể là một dancer giỏi được. Vì bước chân nó rất là nặng nề, người nó rất là nặng nề, ham mê, đam mê, nhưng mà nó bị hạn chế bởi cân nặng. Bây giờ thì nói chung là nhẹ nhàng hơn nhiều. Kiệt cũng có điện về nhà bảo là bây giờ là con thấy khỏe hẳn luôn, người con khỏe lên nhiều. Nói chung là rất là hay chương trình này. Cái tuần này là P-pop, là My Idol, thì không biết là chị và Khoa sẽ đem đến cho khán giả những cái điều gì? Thứ nhất là về thể loại là mình sẽ sử dụng nhạc Việt. Trong một chương trình như vậy thì chị Úc nghĩ rằng sẽ có rất là nhiều những ca khúc nhạc Việt hay được cắt lên, và mọi người sẽ không chỉ hát theo mà sẽ còn nhảy theo những thí sinh nữa. Thứ hai là về thể loại nhảy múa, thì đây sẽ là một thử thách cho anh Khoa, bởi vì từ đầu chương trình tới giờ thì Khoa chưa bao giờ nhảy tango, và đặc biệt là đối với tango Argentina thì lại càng khó hơn nữa. Thực ra nếu như mà đưa ra cái thử thách này đối với anh Khoa ở những show đầu tiên sẽ rất là khó cho Khoa, nhưng mà bây giờ khi mà Khoa đã giảm được một cái trọng lượng đáng kể rồi thì phải nói là anh chàng cũng rất là tự tin và biết là mình sẽ rất là manly, rất là phong cách nếu như mà thể hiện được thành công trong bài nhảy này. Và thứ ba là thời gian tập luyện trong tuần này của chị Úc và anh Khoa thì không được khớp nhau lắm, do có một số vấn đề về mặt thời gian, cho nên là thật sự là hai chị em tập với nhau không được nhiều, nhưng mà khi mà đã tập thì toàn dốc toàn lực, và chính vì dốc toàn lực cho nên nó mới như thế này. Nói thật sự là trong nhảy múa thì rất là khó tránh được chấn thương, nhưng mà nếu mà chấn thương nó đến ngay trước cái ngày thi ấy, thì làm cho mình cũng lo. Thì chị cầu mong rằng là cái đau đớn này nó cũng sẽ nhỏ thôi, để mình có cái tinh thần làm tốt trong bài đêm nay. Và hy vọng là tiết mục tối nay cùng với ca khúc mà Úc Thanh Vân và anh Khoa sử dụng trong bài nhảy này sẽ được mọi người yêu thích. Dạ, em muốn hỏi chị thêm là trong cuộc sống thì chị có thần tượng không? Chị ngưỡng mộ mẹ chị, vì mẹ chị rất là vất vả và mẹ đã tạo nên cho chị một con người bên trong với cái năng lực như thế này và cái sức chịu đựng. Chị nghĩ rằng là đó là một trong những cái tố chất rất là quan trọng để cho mình có thể dám đương đầu với những cái khó khăn và mình làm mọi thứ hết mình, giống như là những gì mà mẹ chị đã làm trong cuộc sống của mẹ để lo cho chị và em gái chị. Với chủ đề tuần này là My Idol, thần tượng, thì không biết Kiệt sẽ mang đến cho khán giả những điều bất ngờ gì ha? Thì với My Idol thì Kiệt chọn một bài hát của Hồng Hà. Đó là bài Xin Hãy Thứ Tha. Và câu chuyện thì sát theo nội dung của bài hát là sự dằn vặt trong tình yêu. Khi mà giận nhau rồi thì khó có gì hàn gắn lại luôn, giống như những lỗi lầm trong tình yêu đó. Và hôm nay mình đóng vai một người đàn ông thực sự thì chưa dễ đâu thôi. Thì chủ đề tuần này là nói về nhạc Việt, cho nên là lúc đầu thì chị với Mãi cũng đã làm một cái về một cái idol của chị, nhưng sau đó thì tụi chị nghĩ rằng là chị sẽ làm cái gì đó khác đi và đúng với cá tính của mình, cho nên là chị đã và anh Hải đã quyết định làm một cái bài khác, và mà cái bài đó nó đủ sôi động để mà nói lên đúng cá tính của chị. Bài này thì nói về sự dây dứt trong nội tâm của cô gái trong tình yêu, và khi một cô này rất là yêu chàng trai đó, chàng trai phản bội, và đến phút cuối cùng thì cô sẽ phải có một đưa ra sự lựa chọn của mình là nên tiếp tục hay là kết thúc về cái tình này. Thì chị từ tuần trước là bọn chị đã làm một bài vui rồi, hy vọng là tuần này bọn chị làm bài vui sẽ được nhận kỳ tích như là tuần trước. Các tuần khác thì em làm bài vui dễ thương của mình, tuần này thì em sẽ và thần tượng chị Mỹ Tâm, và em vào bài như một giấc mơ có mang có không khí buồn bã một chút. Bởi vì toàn làm cái vai mà vui vẻ hòa bình á, thì tuần này chị muốn thay đổi một chút thì không đem buồn thì nó không biết là áp được, là nó sẽ
buồn có bao buồn không, mà con sẽ vượt qua được cái hình ảnh trước hay không nữa. Hãy cùng đón xem các màn trình diễn của các bạn thí sinh trong chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân được phát sóng trên kênh VTV3 Đài Truyền Hình Việt Nam vào lúc 21:15 tối Chủ Nhật hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại.